phấn khởi, năng động, vui tươi, yêu thương, vất vả và cả mệt mỏi, cùng nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Xin chào tất cả các anh chị, tất cả sẽ có trong hành trình của Angelo ngày hôm nay. Hành trình 2 ngày 1 đêm của nhóm. Angelo. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đang đến với kênh nghe nhạc thanh ca của nhóm Angelo. Và ngày hôm nay đại gia đình của Angelo sẽ có một chuyến đi quay hình tại Phan Thiết. Và rất là mong tất cả quý vị và các bạn hãy cùng nhấn like, subscribe trên kênh Angelo Band các anh chị và các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin mời tất cả các anh chị và các bạn hãy cùng theo chân với nhóm Angelo để xem được rằng là họ sẽ chuẩn bị cho gì cho chuyến đi kỳ này. Còn bây giờ thì let's go. Xin chào mọi người, lâu rồi không gặp phải không nè. Mọi người có khỏe không? Trong vlog lần này thì anh Sang sẽ là MC, còn Khôi sẽ đảm nhận phần voice off. Angelo chúng mình cùng nhau có mặt tại điểm hẹn lúc 5 giờ chiều, sau đó lên xe thẳng tiến tới Phan Thiết để ghi hình cho hai MV Khúc Ân Tình của nhạc sĩ Phùng Minh Mẫn và Phó Thác của linh mục nhạc sĩ Nguyễn Duy. Mọi người ai cũng hào hứng và tiểu phẩm lắm, nên trên chuyến xe lúc nào cũng có tiếng cười hết. Và chúng ta là đây rồi, đặc sản của Sài Gòn nha mọi người ơi. Kẹt xe khủng khiếp luôn, nhưng mà không sao, cảnh đẹp là chịu à. Đây là anh Hưng, người sẽ đưa đón Angelo không ngại nắng mưa và rất là an toàn luôn nha. À, mọi người đã xem hai MV mới của nhà Angelo chưa? MV đã được đăng tải trên kênh YouTube Angelo Band rồi đó. Hai bài hát rất là hay luôn, ai chưa xem thì xem liền đi nha, để tiếp thêm tinh thần cho Angelo tiếp tục có thêm nhiều MV nữa để tôn vinh Chúa nha. Anh Sang ơi, em nói nhiều rồi, tới lượt anh đó. Xin chào anh, chào mừng các anh chị và các bạn trên chuyến xe của Angelo trong chuyến đi Phan Thiết kỳ này. Chúng ta xuyên suốt cho quá trình quay MV này. Và khác hơn đó chính là anh Hưng. Bên cạnh đó chúng ta cũng xin được chào đón anh cameraman đã đồng hành của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Bên cạnh đó cũng xin được nhiệt liệt và chào đón anh makeup hairstylist rất chuyên nghiệp, đó là cô giáo và anh Hiếu. Xin được chào đón người rất quan trọng trong chương trình ngày hôm nay, không ai khác hơn đó là chị Hương đến từ phường Đá Cao. Wow. Và một tràng pháo tay nhiệt liệt cho đại gia đình Angelo House. Wow. Mời mọi người ăn bánh mì nha. Lúc này anh Sang đang diễn lại nét diễn của Song Yến trong vai Vì Ngoài Chúa Ra nè. Ổn định hết rồi thì Angelo chúng mình dâng lên Chúa, mẹ Maria và các thiên thần bản mệnh những lời kinh đơn sơ để xin bình an cũng như cho hai ngày thực hiện MV được tốt đẹp. Nhà Angelo đã tới Phan Thiết rồi đây. Lúc này là ai cũng đói lắm rồi. Anh Hưng đưa cả nhà Angelo đến một quán bánh canh đặc sản của Phan Thiết. Phải công nhận là bánh canh ở đây siêu ngon luôn nha. Xin chào tất cả các bạn, hiện tại thì sau 3 tiếng gia đình Angelo đang có mặt tại Phan Thiết và giờ ai cũng đang đói hết. Mọi người có thể cameraman có thể quay từng người, mọi người có thể say hi được không? Đang đói cho nên là ai cũng đang thiếu năng lượng, thì sau khoảng 30 phút nữa thôi là nó sẽ rất là hoành tráng trở lại.
Và sau đó thì sau khi ăn ở đây thì Angelo sẽ về nghỉ ngơi khách sạn để chuẩn bị cho ngày mai. Angelo sẽ quay rất là sớm. Và đây là tiệm bánh căn rất là ngon nè các bạn. Yeah. Mong mọi người tiếp tục theo dõi hành trình của Angelo nhé. Yeah. Sau khi no nê rồi thì nhà Angelo di chuyển đến homestay. Kính thưa đoàn viên hai bên, ngày hôm nay Angelo nhà chúng em đã ăn xong bánh canh và rất là no bụng. Hôm nay em xin phép được dẫn đoàn viên Angelo tới homestay. Yeah. Anh chỉ đi anh. Ủa sao nó quẹo liền hả anh? Không vô liền hả? Dạ gì vậy? Mời mọi người. Ủa gì vậy? Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào như thế này cả. Ồ, đẹp quá nè. À đẹp luôn. Nhỏ tuyệt vời. Mở ra như cái rồi không thấy gì hết trơn luôn. Wow. Người đẹp. Người đẹp. Trời ơi cảnh kìa. View. View nè. Tuyệt vời. View. View. Hết rồi. Thưa tất cả các anh chị và các bạn, hiện tại thì gia đình Angelo đã có mặt tại homestay và chuẩn bị mọi thứ cho hành trình ngày mai, quay MV của Angelo. Và giờ để biết cho các thao tác chuẩn bị ngày mai như thế nào, mời các bạn cùng theo chân sang nhé. Let's go. Cái này cũng là cái view rất là đẹp các anh chị và các bạn. Đây, mời các bạn theo mình nhé. À, trước khi tới những khâu khác thì khâu đầu tiên là cho khâu chuẩn bị ẩm thực cho ngày sáng ngày mai. Và người lo phần ẩm thực thì không ai khác hơn, đó là bạn Chinh Chinh. Hi. Hello, xin chào các bạn. Chỉ vậy thôi. Đây là gồm có chả, rồi có trái cây để ngày mai ăn bánh mì sandwich cho nó nhanh để tiện đỡ mất thời gian các bạn. Đây, xin mở một cái tủ lạnh ra xíu nè. Mời đẹp. Mời đẹp. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến khu vực quan trọng, cũng khá là quan trọng. Đó là khu vực ủi đồ ca phục cho buổi quy hình ngày mai. Tăng 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 tăng. Hello chị. Hello các bạn. Đây là chị Phương. Chị Phương là người lúc nào cũng lo ẩm thực cũng như là các khâu hậu cần rất là chuyên nghiệp. Chị bé cho một con chị Phương một tràng pháo tay coi. Tiếp theo đây là bạn. Hello, xin chào mọi người. Dạ em tên là Song Yến ạ. Con bé hướng nội các bạn ạ. Cho nên là mọi người đang làm gì vậy? Vâng, và tiếp theo qua đó chúng ta là qua đây, mà các anh chị qua đây, bên đây là cũng là khâu ủi đồ. Rồi. Quay xong rồi. Đây. Em đây. Em là Thi Nhã đó. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Không phải vô ủi đồ đó anh em ơi. Thôi trời ơi, thôi hồn. Em đâu. Team này gì đó rất là thích ra ánh sáng nhưng mà hướng nội các bạn ạ. Rồi chúng ta sẽ tiếp tới. Đây sẽ được bắt gặp người quan trọng của team. Đây là anh Nguyễn Đăng Vũ, Boss Leader. Đang chỉnh âm thanh để ngày mai âm thanh được quay thật là tốt. Người này rất là ít nói nhưng mà làm nhiều lắm các bạn ạ. Thôi để cho Boss tập trung công việc để đang chuẩn bị âm thanh. Tiếp theo ngay sau đó chúng ta sẽ tới khu vực này. Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu hai cái người mà sẽ làm cho trước khi nói hai người chắc mọi người biết đây là ai rồi. Qua đây là Thảo Ngọc Angelo. Mọi người đang bàn cho ngày mai đó, mọi người đang mở cái layout cho ngày mai. Và đây hai người sẽ làm đẹp cho team anh, cho nhà Angelo, không ai khác hơn đó là cô giáo và bạn Hiếu. Hiếu thứ mấy? Thứ gì vậy, chứ không phải thứ bảy chủ nhật. What? Và chúng tôi đang chuẩn bị mọi thứ rất là tất bật cho buổi ghi hình ngày mai. Mong là tất cả các anh chị và các bạn hãy cùng bấm like, subscribe và chia sẻ kênh của Angelo Nghe Nhạc Thánh Ca đến tất cả mọi người nhé. Và
Hẹn gặp lại vào sáng mai. Tân 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 tân. Ủa? Và đây thưa tất cả các anh chị và các bạn thân mến, đây là sản phẩm của bé Chinh Chinh đã chuẩn bị cho bữa ăn sáng của tất cả các anh chị nhà Angelo cho buổi quay hình ngày mai. Tân 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 tân. Gì vậy? Có ai giải thích được lúc này là anh Sang đang làm gì không? Ủa gì vậy? Sao bạn kỳ vậy? Chuẩn bị xong hết cho ngày mai thì nhà Angelo ngồi lại ăn uống nhẹ với nhau và bà Tám nè. Có một vài thành viên đi ngủ để giữ sức cho ngày mai. Nói ngủ vậy thôi nhưng hầu như không ai ngủ được hết vì nôn cho ngày mai á. 2 giờ sáng nhà Angelo đã phải trang điểm và làm tóc chuẩn bị hết rồi. Angelo chúng mình luôn muốn mọi thứ tốt đẹp nhất, chỉnh chu nhất trong từng MV Thánh Ca. Vất vả nhất có lẽ là anh Phú. Người nói thì ít nhưng làm thì rất nhiều. Anh Phú từng chia sẻ với Angelo Choir chúng mình trong những ngày đầu thành lập nhóm. Anh không làm vì để được nổi tiếng, để đánh bóng tên tuổi, nhưng anh làm vì danh Chúa. Chúa ban cho mình có khả năng ca hát để phụng sự Chúa. Không dùng những khả năng đó để chúc tụng Chúa thì có lỗi với Chúa lắm. Câu nói đó truyền cảm hứng đến mình cũng như tất cả các thành viên nhà Angelo. Là người trẻ, bạn cũng sẽ được Chúa ban cho những tài năng này, tài lẻ khác. Ước mong rằng các bạn trẻ, chúng mình hãy cùng nhau mạnh dạn dùng những khả năng đó để luôn tin yêu và phụng sự. Xin chào tất cả các bạn, hiện tại là 5 giờ sáng và gia đình Angelo đang có mặt tại nơi tập kết để chuẩn bị di chuyển ra điểm quay. Và phương tiện sẽ giúp cho Angelo đi ra tới nơi để mong quay hình cho lần này, đó chính là đây là con đường di chuyển lên đồi cát nè. Lần đầu trải nghiệm cùng nhau hoạt động này nên rất là ấn tượng và đầy cát gió. Tại sao là cát gió hả? Xíu nữa sẽ cho mọi người thấy cát gió như thế nào nha. Ai cũng hào hứng và hú hét rất là to. Cùng giúp nhau mặc trang phục, cũng như dâng lên Chúa lời kinh sáng soi để xin Chúa chúc lành. Nhưng mà lúc này Khôi quên quay lại khúc đọc kinh rồi. Chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi hành trình của Angelo ngày hôm nay. Và thưa tất cả các anh chị và các bạn thân mến, hôm nay thì hiện tại thì Angelo đang có mặt tại đồi cát trắng, thưa quý vị. Và đặc biệt là nó có một cái khó khăn ở đây là ngày hôm nay, quý vị, nó không đơn thuần là chỉ có nhóm Angelo thôi mà có rất là nhiều khách du lịch nữa. Đây mọi người có thể nhìn thấy, cho nên là đã cản trở rất là nhiều trong việc quay hình ngày hôm nay. Hy vọng là mọi thứ nhưng mà ở đây cũng khách du lịch nước ngoài rồi khách rất là nhiều nơi họ tập hợp về đây, cho nên mà đó là một điều khó khăn. Mà để có những cái sự cảnh nó rất là đẹp mà nó mang tính chất gọi là vắng và bình yên như vậy thì nó rất là khó. Do vậy là mọi người cùng tiếp tục theo dõi từ hôm nhà Angelo sẽ làm gì trong video này nhé. Let's go! Và sau khi vượt qua một số con dốc rất là cao và hiện tại thì nhóm cuối cùng cũng chọn ra một cái địa điểm mà Sang nghĩ rằng nó sẽ phù hợp với hiện tại ngay bây giờ, đó là không có ai ở đây, tạm thời là ở khu vực này nha mọi người.
Bây giờ thì nam trên trước và đội hình đàn nữ đang lên trên này. Nhưng mà tại vì mọi người biết là nó dính người rất là nhiều, mà để một cái MV nó dính người á thì nó sẽ không có được đẹp. Như vậy mà phải cố gắng tìm ra một cái địa điểm nào đó cho nó thật là hoàn hảo, để mong muốn mang đến cho tất cả mọi người một sản phẩm với Thánh Ca thật là chất lượng và mang một cái ý nghĩa cầu nguyện rất là lớn. Và bên chiếc xe kia là đang chở các thành viên nữ của nhà Angelo và đang di chuyển trên này. Và mọi người thấy không, là khu vực bên này đó mọi người. Đó, bây giờ hiện tại là người rất là đông. Khu vực bên này hiện tại người rất là đông, cho nên mà nếu mà quay hình ở chỗ đó thì nó dính rất là nhiều người. Như vậy mà phải tìm một cái đồi cao nhất, hình như cái đồi này. À không, mình còn một cái đồi bên kia nữa đúng không ạ? Đúng ạ. Như vậy mà rất mong là mọi người bấm like, subscribe và theo dõi kênh để biết các hoạt động của Angelo nhé. Còn bây giờ thì nhóm tiếp tục quay hình thôi. Nhìn hình ảnh này mọi người có thương Angelo không? Thêm lời cầu nguyện cho Angelo với nha. Đây là mẹ Phương đứng bên ngoài nhắc lời cho tụi mình. Còn đây là Nhật Thái, thành viên mới của nhà Angelo Choir. Thái nhiệt tình và dễ thương lắm. Anh Phú đang tự đánh nhịp một mình luôn nè. Anh Nhật Phạm, nhà tài trợ cho những tấm ảnh hậu trường siêu đẹp cho nhà Angelo. Vâng, và MV tiếp theo của Angelo đã chính thức xong xuôi hết tất cả rồi quý vị ơi. Và giờ đây thì không biết các thiên thần của Angelo đâu nhỉ? Ngoan xinh yêu của Angelo đâu rồi? Đây rồi. Yeah. Két gió mà Khôi nói đây rồi. Bây giờ Angelo tiếp tục di chuyển đến địa điểm để quay MV thứ hai trong ngày. Cảnh ở đây thì phải dùng từ hết nước chấm luôn nha. Đó, xin chào tất cả các bạn, và địa điểm thứ hai mà Angelo sẽ ghi hình trong ngày hôm nay đó là một khung cảnh rất là đẹp, mọi người có thể thấy ở đây. Và cũng không ai khác hơn nhân vật chính, đó chính là nhà Angelo. Hãy cùng theo dõi đi chứ Angelo làm gì nhé. Lúc nãy là cát gió thì giờ là sóng gió nha mọi người. Khó khăn cho nhà Angelo lúc này đó chính là nắng và gió. Nắng gắt đến nỗi mà không ai mở nổi mắt luôn. Nhưng đâu cũng là ý Chúa, vì đúng với tâm tình bài phó thác là phải nhắm mắt cầu nguyện. Nắng quá nên út nhã nhức đầu chóng mặt luôn rồi. Cuối cùng thì cũng đã hoàn thành hai MV rồi. Cả nhà Angelo đều tạ ơn Chúa, tạm biệt fan thiết và di chuyển về Sài Gòn thôi. Và giờ đây thì cả nhà xin được một vài phút anh Vũ sẽ có vài lời chia sẻ đến gia đình Angelo của chúng ta, cũng như tất cả các chị hỗ trợ cho gia đình mình trong chuyến đi ngày hôm nay. Xin một tràng pháo tay thật to, xông lên nào. Mệt quá ha. Đây là MV thứ 11.
11 của nhóm mình, của nhóm Angelo Choir. Mình đã đi một cái chặng đường rất là dài, và hình như là mỗi cái MV là mình có rất là nhiều cái kỷ niệm, và đây cũng là một cái kỷ niệm. Nó mỗi, đúng không, mỗi cái bài hát là mình có một cái kỷ niệm rất là khó quên. Và hôm nay lên đồi cát cũng có nhiều kỷ niệm ha. Đầu tiên xin gửi lời cảm ơn của chuyến đi hôm nay mình được bình an và rất là vui vẻ. Cảm ơn anh Hưng rất là nhiều đã đưa đón bọn em rất là chu đáo, an toàn trong chuyến đi hôm nay ạ. Hai bác cũng em cảm ơn anh Hưng. Dạ, kính lão thì đắc thọ. Thì có một người người mẹ, người cô, người chị rất là đặc biệt của nhóm mình, đó là chị Phương. Thì không biết nói sao cho đỡ được, nhưng mà em tin chắc rằng là trong lòng của mỗi bạn đều có những cái lời cảm ơn riêng dành cho chị Phương. Cảm ơn chị Phương rất là nhiều. Hai bác chúc em cảm ơn chị đầu nhóm Angelo từ những ngày đầu rất là lộng lẫy đẹp, đều nhờ bởi cô giáo ạ. Hôm nay cảm ơn cô giáo và bạn Hiếu Thứ Gì. Hai ba chúng em cảm ơn cô giáo, cảm ơn bạn Hiếu nữa. Hôm nay cũng có sự góp mặt của bạn Nhật làm photo cho nhóm, những hình ảnh rất là đẹp mình đang hóng hình nha Nhật. Cảm ơn Nhật rất là nhiều. Chúng em cảm ơn bạn Nhật. Rồi, đây là lần thứ hai mình là quay hình chung với anh Lý sau cái bài Phó Thác tại Ca Đơn. Nhóm chúng em thì cũng cảm ơn anh Lý và anh Bảo rất là nhiều đã đồng hành với nhóm Angelo của chúng em ạ. Hai ba chúng em cảm ơn anh Lý và anh Bảo. Rồi, và một cái lời cảm ơn của anh dành cho các em. Hôm nay là thiếu Khoa và Nhật nữa. Và hôm nay cũng là ngày đầu tiên mà Thái debut, Thái ra mắt với nhóm. Cũng là vô tình nhưng mà cái đội hình hôm nay cũng rất là đẹp. Và mình lại có một cái kỷ niệm rất là đẹp với nhau. Nhiều người hay hỏi là mục đích mình làm này là gì? Có thương mại không? Có bản quyền, có kinh doanh hay không? Thì mình là những người trong nhóm mình biết không có kinh doanh, không có bản quyền, cũng không có một cái nhận tài trợ của ai. Các em đọc những cái bình luận trong những người mà yêu mến các em ở trong bình luận các MV á, đó là truyền giáo và đó là những cái việc mà khi mà mình còn trẻ mình làm được. Chưa chắc gì năm sau mình làm được giống như vậy. Bận rất là nhiều việc trong gia đình hay là các bạn, chưa chắc mình khi mà sau này mình có điều kiện, mình có tiền, mình cũng chẳng bao giờ làm được giống như vậy đâu. Và đặc biệt giống như anh Phú á, bây giờ mới bước qua 3X thôi mà sức khỏe đã không còn khỏe rất là nhiều nữa, cho nên là chưa chắc mình làm được nhiều. Thì bây giờ mình có thời gian, mình có cái sức trẻ, mình cố gắng mình làm để sau này mình có những kỷ niệm với nhau. Và anh Phú không biết cảm giác của các em sao, nhưng mà nhiều người ta rất là yêu mến các em. Và các em phải trân trọng điều đó và tiếp tục làm. Vì mình là người công giáo, trong đây có Song Yến nè, trước có Khoa, không cùng tôn giáo nhưng mà rất là nhiệt tình. Và không những có đạo người ta cảm nhận, nhưng mà không đạo người ta cũng cảm nhận được. Đó là cái điều mà đặc biệt anh rất là biết ơn. Và anh cũng rất biết ơn các em cũng dành thời gian cùng với anh làm những cái bài hát này. Mặc dù các em cũng nói để các em phụ giúp anh Phú này nọ, không phải, cái đấy nó không vấn đề gì đâu. Anh cần là các em dành thời gian và đồng hành với anh thôi. Rồi sau này đó, anh có nói đó, sau này các em làm tiếp, hãy để dành những cái đó để các em làm tiếp. Rồi thôi, không nói nhiều nữa mà tạ ơn Chúa, biết ơn Chúa và cảm ơn ngày hôm nay ha. Anh hôm nay cũng rất là mệt luôn, lần đầu thấy mệt vậy luôn á. Rồi, còn một vài phút ngắn ngủi nữa thôi, chúng ta cũng không quên dành một tràng pháo tay cảm ơn anh Phú
người đã lúc nào cũng quan tâm với nhóm của chúng ta, đặc biệt là suốt cả một hành trình. 2, 3 chúng em cảm ơn anh Thu. Và xin mời tất cả quý anh chị và các bạn theo dõi video hành trình của Angelo ngày hôm nay. Mong tất cả quý vị và các bạn hãy bấm like, subscribe và chia sẻ kênh Angelo đến nhiều người nghe nhạc thánh ca đã cảm nhận sự bình an trong Chúa nha. Còn bây giờ thì rất mong mọi người sẽ đón xem MV kỳ này của gia đình Angelo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi vlog này của nhà Angelo. Mọi người tiếp tục yêu thương và cầu nguyện cho Angelo nha.